Wow, hello everyone. Hello the world out there. This is Tan once again. Welcome into our YouTube channel, ladies and gentlemen. Many countries with many leaders around the world still not sure how we can using our credit points or how to using our one-in-one ecosystem or dual sector e-commerce platform. So welcome you all, ladies and gentlemen. This video is about those topics. First, yes, congratulations to those countries that we have crypto ban or crypto not friendly in your country. Now you still can use your one through the very special platform or special way that the company been created, which is called a DSCP. What is that mean? Is the dual checker credit points is can be available for you to use. And how can you get that DSCP point, ladies and gentlemen? Spare in mind, you need to log into your one ecosystem or wallet, okay, or your accounts. When you got into your account, you click on the My Wallet. Okay, so we'll show you how to actually convert it. Okay, so when you click on the My Wallet, you can see your one. You click on the one, you see your one balance and so on. In here, you can convert your one into a DSCP. That's on the right corner here. So if you click, maybe you can choose 1-1 or 2-1, 10-1 or 101, whatever, you know. So you just put here this. Case I only choose one to show it to you. So when you click convert, you can see they will successfully convert your DSCP to one or one into DSCP. Okay, beautiful. So when you do the transaction, that will put a block in your one transaction account. Why? This is the best part of when you have the decentralized a centralized blockchain that they can check and they verify with the blockchain, make sure it's all right and correct. They reserve it, make sure sometimes we make mistakes so we can come back and we ask them for assistance and so on. The transaction is still there to be you know get support. Assistant before it's too late, because with other change decentralized, when you send it disappear, and that means you can't pull it back, right? When it's gone, it's gone. So it can't pull it back. And this platform, they put a block for a certain period of time, and they try to check and make sure they verify everything's okay. They will let the transaction go through. However, the other side, you want to know, make sure that you have some credit. So you see here, the top left here, where I'm moving the mouse, you see the DSCP section there. When you click on that option, you will see, ah, there we go. It's still in the pending, but you see it. You have one DSCP just added into this wallet. So when this been checked and everything, you should show it on the balance. That mean you can use it, ladies and gentlemen. That means you can use it in the e-commerce platform dual checker. So it's very easy and simple, right? You can see I try two transactions today to making this video to show it to everyone. So ladies and gentlemen, this is a very easy, simple step. So you just log into your account, and then you can convert your ones into the DSCP, and you can use it in the e-commerce platform dual checker in your country. If your country is crypto banned or they crypto not friendly, you now can use that points to exchange with products now. Excellent, right? Congratulations to you all. So I'd like to take this opportunity also say a few words in Vietnamese for our Vietnamese community also. Thank you so much, ladies and gentlemen. Wow, chào tất cả các cô chú anh chị em mình nha. Thành đây một ngày nữa, chúc quý vị tràn đầy năng lượng nha. Thành hôm nay vẫn nhận được một số cô chú anh chị em. Và như những cái video trước, Thành có hướng dẫn cho quý vị hiểu về cái DSCP là cái gì rồi, đúng không ạ?
Thì câu hỏi kế của mọi người hỏi là làm sao để mình có được cái điểm đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho quý vị có làm sao để mình có được cái điểm tiêu dùng, để cho ở những cái quốc gia mà họ không có thân thiện với tiền kỹ thuật số, thì mình có thể dùng cái điểm tiêu dùng DSCP này để mình giao dịch với sản phẩm của mình, hoặc là mình có thể giao dịch ở trên cái sàn thương mại điện tử DealShaker thông qua cái điểm tiêu dùng DSCP ha. Rồi, Thành hướng dẫn cho quý vị nha. Trước hết thì quý vị cần phải login vô cái tài khoản của One Ecosystem của mình ha. Khi vào đó quý vị chỉ cần bấm vô cái One Wallet này thôi quý vị nha. Khi mình bấm vô One Wallet thì có nghĩa là nó sẽ nổi lên có ở trên này có nhiều cái option khác nha. Để cho mình chọn, thì ở đây mình chọn là One, trong cái ví One của mình. Thì trong ví One tất nhiên bạn phải có One mới được nha. Thì ở đây mình có cái chỗ để mình, nó kêu là convert one to DSCP nè. Có nghĩa là mình sẽ chuyển đổi one qua DSCP, thì một one sẽ bằng một DSCP ha quý vị ha. Thì thành thí dụ giống như mình bỏ vô one, khi mình bỏ vô số 1 rồi mình bấm cái chữ convert ha. Mình bấm cái chữ convert nè, thì nó sẽ nổi lên là bạn chúc mừng, bạn đã thành công rồi, mình đã đổi qua CSCP. Thì khi mình bắt đầu chuyển đổi đó quý vị, Thành đã làm một vài cái transition ở đây rồi ha, là để làm cái video này nè. Thì khi mình chuyển đổi qua, nó sẽ bỏ qua cái chữ block là nó chặn lại. Đây là cái điểm tốt nha quý vị nha. Thì không phải chuyển một cái nó qua liền, nếu quý vị cần thì quý vị phải chuyển trước nha. Ví dụ như ngày mai cần phải đi event để sử dụng thì hôm nay mình chuyển liền để cho ngày mai mình xài ha. Thì cái lý do là mình chuyển nó chặn lại thì tại vì ở đây mình có, nó kêu cái centralized blockchain, nó có cái blockchain tập trung, thì tất nhiên nó có một cái nơi để nó phê duyệt đủ thứ đúng không ạ? Thì nó hỗ trợ, thí dụ như một cái blockchain bình thường mình chuyển đi một cái là coi như nó đi mất tiêu rồi, lỡ mình chuyển lộn này kia đồ á là cũng tiêu ha. Thì ở đây nó block để nó coi coi cái transaction này có đúng không, đúng hết thì nó sẽ free ra, thì tất nhiên là nó sẽ đi. Nhưng làm sao mình biết là mình chuyển như vậy có đúng hay là chưa, hoặc là mình muốn bên kia có phải là nhận được hay là chưa, thì quý vị có thể check nha. Thay vì ở cái ví one mình đổi qua, mình bấm qua cái ví của DSCP, thì mình sẽ thấy nè, ngày 19 tây tháng 8 là ngày hôm nay, lúc mấy giờ luôn, nó có một cái điểm điểm tiêu dùng DSCP đã được chuyển qua rồi mà nằm pending, đang đợi phê duyệt. Quý vị thấy chưa? Rõ ràng mọi thứ đều có ở trong cái transaction của mình hết nha quý vị ha. Rồi, rất là tuyệt vời và rất là đơn giản, rất là dễ để mình chuyển đổi qua thành một cái điểm đúng không ạ? Quý vị thấy chưa? Tuyệt vời chưa ạ? Rồi để thành refresh một cái coi coi nó có cái điểm nào nó verify chưa, để cho quý vị nhìn thấy luôn nha. Thường thì có thể nó chừng một khoảng thời gian ngắn thôi. Nó chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi là nó sẽ chuyển đổi qua cho quý vị. Hiện tại thì chưa, nó vẫn còn pending. Ok, tuyệt vời. Rồi, vậy là xong. Đơn giản, trong vòng tích tắc một nốt nhạc là mình có thể đổi qua được rồi. Chỉ cần đợi nó verify xong rồi thì mình sẽ có cái DSCP để mình sử dụng trong cái trang thương mại điện tử DealShaker. Rồi, quý vị nếu cảm thấy video này rất tuyệt vời, thì quý vị cứ share cái video này ra cho rất nhiều cô chú anh chị em biết cách để mình chuyển đổi cái One của mình qua DSCP để mình sử dụng cho những quốc gia mà crypto, tiền kỹ thuật số không có được thân thiện trong quốc gia của họ, thì mình sử dụng DSCP ha quý vị ha. Rồi, cảm ơn quý vị một lần nữa, chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng, luôn luôn thành công nha quý vị. Đừng quên là đăng ký với cái trang kênh YouTube Thành OC nha, để mình có thể được lắng nghe những cái video mới của Thành nữa. Rồi, cảm ơn quý vị một lần nữa, kính chúc quý vị thành công, hẹn gặp lại quý vị sau nha, chào quý vị.